Ở đây là đường chạy xuống bến phà nha cả nhà. Và hiện tại thì tôi đang ở bên Phú Tân nè, huyện Phú Tân. Kính chào quý khách nè cả nhà. Welcome to Phú Tân nè cả nhà, thấy không? Đó, đây là huyện Phú Tân. Mình đi phà Năng Gù thì mình xuất phát từ đây nha cả nhà. Mình đó bước ra ngoài là đường lớn nè. Đường lớn thì nếu như mình quẹo phải, nếu như mình quẹo phải thì mình đi về chùa An Hòa Tự nha. Nếu mình quẹo phải thì mình đi chùa An Hòa Tự nè. Còn nếu như mình rẽ trái á, thì mình đi về bến phà Hòa Lạc cũng được ha, hay là mình đi Tân Châu. Dạ. Mình đi về chùa thì chùa An Hòa Tự cũng được nè, hay là mình đến điểm tham quan lòng hồ. Dạ. Điểm tham quan đồng hồ xã Tân Trung. Hơi khuất một chút xíu nha cả nhà. Đây là cái bảng để mình chỉ dẫn cho mình đến điểm tham quan của xã đồng hồ xã Tân Trung nha cả nhà ơi. Thì mình muốn đi được đến điểm tham quan của đồng hồ xã Tân Trung này thì mình rẽ phải. Mình rẽ phải thì sẽ đến chùa An Hòa Tự, hay là mình sẽ đến cái khu tham quan du lịch đồng hồ hết cả nhà ha. Còn mình rẽ trái thì mình sẽ đến bến phà Hòa Lạc, hay là mình đi Tân Châu đều được hết. Tôi mời cả nhà cùng tôi làm một lộ trình nha, làm một lộ trình từ phà Năng Gù. Từ bến phà Năng Gù mình đến bến phà Năng Gù Phú Tân, mình đến bến phà Thuận Giang nha cả nhà. Đến bến phà Thuận Giang mình qua chợ mới nha. Mời cả nhà cùng tôi tiếp tục cuộc hành trình này nha. Thank you.
này qua đồ kia. Cũng giống như mình xuất phát từ bến phà Năng Gù nha, phà Năng Gù ở Phú Tân mình nè, thì mình đi đến phà Thuận Giang, mình qua chợ mới, thì để coi từ đó mình đi đến phà Thuận Giang thì bao nhiêu km ha cả nhà ha, nhưng mà mình cũng không biết nữa, người ta cũng nói xa xa. Còn đây là cầu, đây là cầu Cái Đầm. Nếu như án chừng thì không biết từ phà Năng Gù này mình đến phà Thuận Giang thì là cỡ bao nhiêu km nữa, bao nhiêu cây số nữa, mình thì không biết ha. Mình bởi vì xe mình nó không có nhảy cây số ở cả nhà, cho nên mình cũng không biết được. Thôi mình cứ đi thôi, bao giờ thì đến thì thôi ha. Nhưng theo tôi thấy thì đường đi ở bên huyện Phú Tân, đường đi ở huyện Phú Tân này là rất là tốt cả nhà, thẳng nè, không có gồ ghề. Như ở huyện Phú Tân đó, thì theo như tôi biết đó, nổi tiếng là những ngày lễ lớn của bên Phật giáo Hòa Hảo, cũng như là ngày 18 tháng 5, ngày lễ Tổ Đình ở An Hòa Tự, hoặc là Tổ Đình, đó là những cái lễ lớn trong năm của bên đạo Phật giáo Hòa Hảo. Và cũng nổi tiếng một thêm một điều nổi tiếng nữa, đó là có những đàn cá thiên nhiên quy tụ về ở, dạ đông đến hàng mấy chục tấn cả nhà. Đó cũng là một điểm nổi tiếng thứ hai ở Phú Tân này nha. Và cũng còn những điểm tham quan cũng như là ở lòng hồ Tân Trung cả nhà. Đó, thì để tôi sắp xếp được thời gian, tôi sẽ đến ghi hình ở bến lòng hồ ở khu du lịch đó cho tham quan cho cả nhà xem ha. Còn chút xíu nữa thì đi đến đi ngang An Hòa Tự thì tôi sẽ nói cho cả nhà mình nghe nha. Bởi vì từ cái bến phà Năng Gù, từ Châu Đốc Long Xuyên mình qua thì cũng chỉ có một con đường thẳng thôi. Mình lên phà là mình rẽ tay phải luôn, mình rẽ phải và có một con đường thẳng như vậy, mình chạy hoài là sẽ đến chùa An Hòa Tự của Phật giáo Hòa Hảo ha cả nhà ha. Để những khi lễ lớn mình về mình tham dự, hay là những ngày ngày rằm mình về, ngày mùng 1 ngày rằm mình về mình cúng giếng thì là mình biết đường mình đi nha. Với những người con ở nơi huyện Phú Tân này thì không xa lạ gì những nơi nổi tiếng đó, những nơi thờ tự, những ngày lễ lớn thì những bà con ở đây không xa lạ gì. Còn những lộ trình tôi chạy, tôi làm những lộ trình như thế này là cũng muốn những bà con mình ở nơi xa, khi muốn tìm về để mà những nơi nổi tiếng để mình cúng viếng tôn sùng thì mình cũng biết đường mà đến nha cả nhà. Muốn đến được Phú Tân này thì cũng nhiều đường đi vào lắm cả nhà. Ví dụ như mình đi qua cái hướng phà Thuận Giang thì cũng vào được Phú Tân này, cũng đến được Tổ Đình, cũng đến được An Hòa Tự. Đi phà Thuận Giang thì sẽ gần hơn. Mình lên phà thì mình qua cái đèn đỏ, qua ngã tư đèn đỏ nữa thì là mình đến cái ngã tư thứ hai, là đến chùa An Hòa Tự rồi cả nhà. Đó. Còn như mình đi phà Năng Gù này thì mình chạy cái đường dài hơi xa một chút. Cũng như chúng ta đi cái đường phà Hòa Lạc cũng vậy nữa. Cái đường phà Hòa Lạc từ Châu Đốc Tịnh Biên rồi mình
này cũng gần hơn, là mình muốn gần hơn thì mình đi cái hướng Châu Đốc qua Tịnh Biên, Nhà Bàn đồ đó, thì là mình đi cái hướng Hòa Hòa Lạc, mình vào Phú Tân gần hơn. Dạ. Còn muốn đi về An Hòa Tự thì mình đi cái phà Năng Gù và mình đi cái phà Thượng Giang thì đến chùa An Hòa Tự gần hơn, cũng ở bên Phú Tân này nha cả nhà. Tôi chỉ đọc những bến phà lớn thôi, cũng còn khá nhiều những cái bến phà nhỏ, chẳng hạn như là phà Cây Dương, hay là phà Tân Thạnh, rồi còn có những cái phà nhỏ nữa cả nhà. Tôi đi ngang nhưng mà tôi cũng tôi đọc lướt qua rồi tôi lại không nhớ. Cho nên là đó là những bến phà nhỏ nữa, những chiếc phà bằng gỗ thôi. Dạ, còn những bến phà lớn như phà Năng Gù, phà Thượng Giang, phà Hòa Lạc rồi thì là đứng, đó là những chiếc phà sạch chở được ô tô. Mình vào tham quan lòng hồ thì lòng hồ này nằm trên xã Tân Trung. Đây, điểm tham quan lòng hồ xã Tân Trung nè, có mũi tên chỉ vào đó nha cả nhà, mình vẹo quẹo vào đây nha. Đó, quẹo phải vào thì phía trong đó là khu du lịch tham quan. Và đồng thời cũng có bến đò Tân Trung. Mình sang Mỹ Hội Đông, mình qua Chợ Mới hay cũng như qua Mỹ luôn đều được hết nha cả nhà. Tôi thấy có bến đò để phía trong kìa, cái bảng bến đò. Thôi mình đi tiếp nữa nha.
chùa An Hòa Tự nè, mình đi chậm chậm cho cả nhà xem nha. Vừa qua cử hành đại lễ 18 tháng 5 rất là lớn luôn á cả nhà. Đây là chùa An Hòa Tự nha. Bây giờ chúng ta đi ra đến ngã tư rồi nè, đến vòng xoay này rồi thì mình rẽ phải nha. Đi thẳng luôn thì mình sẽ đến tổ đình đó cả nhà. Còn bây giờ mình rẽ phải là mình đi về phà Thuận Giang. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.